Sự việc xảy ra tại Điện Biên, theo camera hành trình ghi lại, một chiếc xe khách đi phía trước đã phanh gấp để tránh vật cản. Điều này dẫn tới việc xe khách phía sau vừa phải phanh gấp, vừa phải đánh lái sang trái. Trong trường hợp này, xe khách phía sau đã không giữ khoảng cách an toàn, sau khi đánh lái đã lấn làn đối diện. Đúng lúc này, một chiếc xe máy phóng nhanh vượt qua khe hở giữa ô tô gắn camera hành trình và xe khách phía trước, rồi tông trực diện vào xe khách phía sau. Rất may là thanh niên điều khiển xe máy chỉ bị chấn thương nhẹ. Đoạn clip này sau khi được đăng tải đã nhận nhiều sự quan tâm. Có người cho rằng xe máy vượt ẩu ở khúc cua tối như vậy là quá liều mạng. Một số ý kiến cho rằng xe khách không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách dẫn tới việc phanh gấp, lấn làn, rồi bị xe máy tông trực diện.